Chào các bạn, trên tay mình đang có một chiếc Motorola khá là lạ. Và khi mà mình được mật báo là có một chiếc điện thoại Motorola đẹp thì mình suy nghĩ ngay đến cái X-Fold. X-Fold là cái điện thoại mà người ta đang nói nhiều về nó như là một cái phiên bản cải tiến của Nexus, tức là cái phiên bản hoàn thiện nhất của Nexus, không chỉ cấu hình mạnh mà còn chụp hình đẹp. Thì nhưng mà khi mình cầm cái chiếc Motorola trên tay thì mình thấy rõ ràng đây không phải là X-Fold mà chỉ là một cái Motorola bình thường thôi. Thì cái điểm ấn tượng nhất của mình khi mà cầm trên chiếc Motorola này là cái màn hình nó có cái viền cực kỳ mỏng, hoặc có thể nói là không viền. Như bạn Tài nói thì màn hình không có viền mà từ cái phần hiển thị và chúng ta đụng ngay đến cái sườn máy. Bây giờ mình sẽ mở cái trình duyệt để các bạn xem. Đó, các bạn thấy là cái từ cái mép ngoài cùng của máy đến cái mép màn hình ở cạnh trái cạnh phải cũng như là cạnh dưới thì nó là cái mỏng nhất từ trước giờ mình đã từng thấy. Và kết quả là chúng ta có một cái điện thoại màn hình khoảng 4 inch 7 4 inch 65, đây là cái mình đo được, thì nó chỉ có cái kích thước bằng tương đương với lại cái iPhone 5 có cái màn hình 4 inch thôi. Đó, kích thước rất là tương đương, tức là khi các bạn cầm trên tay các bạn rất là thoải mái, nó vừa nhỏ gọn mà nó có một màn hình lớn. Thì cái màn hình mà nó sử dụng ở đây là màn hình, có lẽ là màn hình Super AMOLED hay là OLED gì đó. Cái này nó không thể hiện nhưng mà mình nhìn kinh nghiệm mình thấy thôi. Thì có độ phân giải là 720 và RAM của nó là 2GB. Bộ vi xử lý thì 2x1GB. Mình có cài một số cái phần mềm information vô mình thấy. Ở phía trước thì chúng ta có cái ba phím cơ bản của Android được để trên màn hình, tương tự như những cái chiếc Nexus hay là Sony Xperia. Đó. Trên thì chúng ta có cái loa thoại cũng như là camera và có logo Motorola ở đây. Ở bên cạnh trái thì chúng ta có cái khay SIM. Cái máy này nó không gỡ nắp ra được mà khay SIM được lấy ra cái dạng khay, tương tự như là những cái mà Apple xài trên iPhone. Ở bên cạnh phải thì chúng ta có nút khóa và mở màn hình ở trên đây. Các bạn thấy là chúng ta không tìm thấy cái nút tăng giảm âm lượng cứng ở đây cả. Ở cạnh dưới thì có cái nút, có cái cổng kết nối micro USB. Và ở trên thì có cái jack cắm tai nghe 3.5 cũng như là mic chống ồn nằm đây. Mặt sau của chiếc Motorola này nó hơi bầu, nên các bạn cầm trên tay khá là thoải mái. Bởi vì cái phần mà chúng ta tiếp xúc không chỉ là cạnh mà là cả cái phần bầu lên như vậy nữa. Và chúng ta có cái phần camera rất là lớn ở đây, đèn flash ở dưới cũng như là cái logo Motorola được làm cách điệu rất là đẹp. Họ có khoan rất là nhiều cái lỗ nhỏ ở bên cạnh cái camera. Thì trước đến giờ có những cái máy mà khoan lỗ nhỏ như vậy, chúng ta có cái Lumia 920, 900 hay là N9 cũng như là những cái điện thoại của HTC One X, One X cộng, những cái điện thoại mà sử dụng cái polycarbonate nguyên khối, thì rõ ràng là những cái lỗ khoan này của Motorola không đẹp và sắc sảo như là những cái điện thoại kia. Tuy được làm nguyên khối nhưng mà cái chiếc Motorola này các bạn cầm trên tay các bạn cảm thấy rất là cứng cáp. Mình thấy là so với những cái máy mà làm rời rạc khác thì đây là rất là cứng. Rất là tiếc, nó không phải là một chiếc X-Fold, nhưng mà nó là một chiếc Motorola lạ nào đó. Cảm ơn các bạn.